sẽ rất dễ tìm một vật thể có khối lượng gấp hàng tỷ lần mặt trời phải không? Sai, thật không may, nó có thể không đơn giản như vậy. Giống như trường hợp 1, lỗ đen bị mất tích. Nhưng chúng ta hãy du hành đến cụm thiên hà Abel 2261, nơi có một lỗ đen siêu lớn ở trung tâm của nó nhé. Hoặc ít nhất, đó là nơi đáng lẽ nó phải ở. Vấn đề chính là không tìm thấy thiên tượng khổng lồ này. Giờ đây, các lỗ đen siêu lớn là những con quái vật khổng lồ đang di chuyển chậm chạp tại trung tâm các thiên hà quê hương của chúng. Chúng tập hợp những đám mây khí và bụi khổng lồ xung quanh mình, khiến lỗ đen phồng lên đến kích thước mà tâm trí con người không thể tưởng tượng được. Nếu một lỗ đen siêu lớn, giống như lỗ đen nằm ở trung tâm dải ngân hà quê hương của chúng ta, tới gần hệ mặt trời của chúng ta hơn một chút, thì ta sẽ ngỏm củ tỏi. Tuy khoảng cách giữa thứ khổng lồ này và trái đất có thể là vài chục năm ánh sáng, và nó vẫn sẽ tàn phá hành tinh của chúng ta. Trái đất, cùng với những thứ khác tạo nên hệ mặt trời, sẽ bị kéo vào quỹ đạo của lỗ đen và sẽ quay quanh nó vĩnh viễn hoặc lâu hơn. Ai mà biết được chứ? Vì vậy, thật tốt khi lỗ đen như vậy tránh xa chúng ta vào lúc này. Thế nên, hãy xem điều gì đã xảy ra với lỗ đen siêu lớn đang chạy trốn khỏi cụm thiên hà khổng lồ, cách hành tinh của chúng ta khoảng 2,7 tỷ năm nhé. Các nhà khoa học đã tìm kiếm nó với sự trợ giúp của đài quan sát tia X Chandra của NASA và kính viễn vọng không gian Hubble. Nhưng cho đến nay, không có kết quả gì. Vấn đề chính với việc tìm kiếm một lỗ đen là nó màu đen, và không gian, bạn đoán đi, cũng có màu đen. Vì vậy, không có sự tương phản nào có thể giúp các nhà thiên văn phát hiện ra lỗ đen cả. Nhưng các nhà khoa học vẫn chưa bỏ cuộc. Rốt cuộc, họ có rất nhiều công nghệ khác để tìm ra các lỗ đen lớn nhỏ trong không gian bao la. Vài phương pháp liên quan đến việc quan sát các ngôi sao quay quanh lỗ đen. Đôi khi, đó là tín hiệu sóng hấp dẫn yếu được tạo ra khi hai lỗ đen va chạm. Nhưng kỹ thuật đáng tin cậy nhất là xem bụi và khí rơi xuống tận diệt vong. Vấn đề là, lỗ đen là những vật thể không gian có lực hấp dẫn điên cuồng. Vì vậy, các vùng không gian xung quanh chúng thường hơi hỗn loạn. Khí và bụi bị kéo vào vực thẳm không đáy, nén lại và nóng lên. Trong quá trình này, nó giải phóng một lượng lớn bức xạ tia X. Vì vậy, các nhà thiên văn tìm kiếm các nguồn tia X cực sáng trong vũ trụ. Rất có thể đó là những tiếng thở hổn hển cuối cùng của những khối vật chất khổng lồ trước khi chúng biến mất vào lỗ đen. Vậy thì, tại sao các nhà khoa học không thể tìm thấy những dấu tia X như vậy do lỗ đen ở Abel 2261 để lại? Một trong những điều bí ẩn nhất về sự biến mất của nó là các kính viễn vọng vô tuyến đã phát hiện ra một số dấu hiệu của những chùm vật chất siêu nóng khổng lồ được phóng ra tại một thời điểm trong vòng 50 triệu năm qua. Những đám khói này rất có thể được gây ra bởi một lỗ đen lớn, ngày nay không thể tìm thấy ở đâu. Vì vậy, hiện tại, chúng ta chỉ có thể phỏng đoán cho vui. Có thể hai lỗ đen cỡ trung bình đã va chạm, đẩy gã khổng lồ mới hợp nhất ra khỏi trung tâm thiên hà. Quan sát về các ngôi sao trong thiên hà đó đã cho thấy một khối vật chất dày đặc cách lõi thiên hà vài nghìn năm ánh sáng. Có thể đó là lỗ đen đang chạy trốn, nhưng thật đáng thất vọng, không có tín hiệu tia X nào phát ra từ cụm đó. Hoặc các lỗ có thể vẫn ở đó, đúng chỗ của nó. Nhưng nó, bạn biết đấy, ngủ gật. Nếu nó không nhận được nguồn cung cấp khí và bụi mới, nó chẳng có gì để nhâm nhi cả. Kết quả là, lỗ đen không thể giải phóng một loạt tia X. Nhưng một lần nữa, câu trả lời: đừng làm phiền, lỗ đen đang ngủ, không làm hài lòng khán giả lắm. Tại sao nó lại không được ăn đồ ăn không gian? Điều gì đã xảy ra 50 triệu năm trước? Khối vật chất đang di chuyển ra khỏi trung tâm thiên hà đó là gì? Có quá nhiều câu hỏi và không có câu trả lời cho đến nay. Ít nhất, chúng ta biết lỗ đen trông như thế nào. Ừ thì, hơi biết. Nó thực sự là bóng của chân trời sự kiện của lỗ đen có thể nhìn thấy trên nền vật chất siêu nóng đang phát sáng rơi vào bên trong lỗ. Ảnh chụp lỗ đen đầu tiên từng xuất hiện vào năm 2019. Tuy nhiên, dữ liệu để tạo ra nó được thu thập vào năm 2017. Một nhóm quốc tế bao gồm hơn 200 nhà thiên văn học đã mất 2 năm để thu thập hình ảnh. Chúng ta có thể chiêm ngưỡng hiện tượng không gian kỳ thú này nhờ mạng lưới kính viễn vọng toàn cầu rộng lớn có tên là Tổ hợp kính viễn vọng chân trời sự kiện, hay đơn giản là
EHT. Tại sao lại có tên như vậy? Vấn đề là chân trời sự kiện là một điểm không thể quay trở lại ở vùng ngoại vi của lỗ đen. Một khi một thứ gì đó, chẳng hạn như vật chất, bức xạ hoặc ánh sáng đạt đến ranh giới này, thì không có cách nào để nó thoát khỏi nanh vuốt của lỗ đen cả. Dù sao đi nữa, để chụp được ảnh đầu tiên của lỗ đen, các nhà khoa học đã tạo ra một kính viễn vọng ảo lớn bằng hành tinh của chúng ta bằng cách kết hợp sức mạnh của 8 kính viễn vọng vô tuyến mạnh mẽ. Nhưng đó không phải là việc gì dễ đâu. Nhà nghiên cứu phải đồng thời hướng các kính viễn vọng theo một trật tự được lên kế hoạch tỉ mỉ với sự trợ giúp của các đồng hồ nguyên tử chính xác được đặt trên mỗi kính viễn vọng. Ngoài ra, để giảm thiểu khả năng có mưa và thời tiết xấu, họ thậm chí còn chế tạo kính viễn vọng ở những vùng siêu khô hạn, chẳng hạn như sa mạc Atacama ở Chile và Nam Cực. Vào mỗi ngày quan sát, kính thiên văn thu thập khoảng 350 terabyte dữ liệu. Con số này gấp 10 lần lượng dữ liệu được thu thập hàng ngày tại máy va chạm Hadron lớn. Nhưng hãy nói nhiều hơn về bản thân lỗ đen nào. Có những lỗ đen sao, nhỏ hơn nhưng thậm chí còn nguy hiểm hơn những lỗ đen siêu nặng đồng lứa. Chúng xuất hiện khi những ngôi sao hết thức ăn không gian tự rơi vào chính chúng. Nếu một ngôi sao từng đủ lớn, nó sẽ tiếp tục nén và nén thêm nữa. Và đấy, một lỗ đen sao bé được sinh ra. Nhưng ngay cả khi tôi gọi cả lỗ như vậy là lỗ nhỏ, thì nó vẫn nặng hơn mặt trời từ 5 đến vài chục lần. Không giống như những người anh em khổng lồ của chúng, các lỗ đen mini giả định có thể thực sự rất nhỏ, không lớn hơn một nguyên tử là bao. Mặc dù vậy, chỉ một vật nhỏ xíu cũng có khối lượng bằng cả nghìn chiếc SUV. Một giả thuyết cho rằng hàng tấn lỗ đen siêu nhỏ có thể đã được tạo ra ngay sau vụ nổ lớn và sự khởi đầu của vũ trụ. Một số nhà khoa học thậm chí còn đi xa hơn khi nói rằng một vài lỗ đen nhỏ đi qua hành tinh của chúng ta mỗi ngày. Có một lỗ đen siêu lớn ở giữa thiên hà của chúng ta, dải ngân hà. Tên của nó là Sagittarius A sao và nó nặng gấp 4,3 triệu lần mặt trời. Và không, chúng ta sẽ không bị kéo vào cái lỗ này đâu. Nó cách trái đất hơn 26.000 năm ánh sáng, quá xa để có bất kỳ ảnh hưởng nào đến hành tinh của chúng ta. Nhân tiện, gần đây các nhà thiên văn học đã phát hiện ra rằng lỗ đen siêu lớn này có thể đang rò rỉ. Nếu đó là sự thật, điều đó có nghĩa là Sagittarius A sao không phải là người khổng lồ đang ngủ như người ta vẫn nghĩ trước đây. Nó có thể vẫn còn hoạt động. Và vết rò rỉ được các nhà khoa học ghi nhận có thể là lỗ đen đang nấc khi đang nuốt những đám mây khí. Có lẽ chúng ta nên vỗ ở em bé này nhỉ? Nếu bạn ở gần một lỗ đen, hãy chuẩn bị tâm lý rằng thời gian sẽ chậm lại đáng kể. Nó có thể phù hợp nếu bạn không muốn ra đi. Đừng để bản thân bị kéo về đằng sau tới mức không thể quay đầu nhé. Một mối nguy khác khi lêu hêu xung quanh lỗ đen là nó có thể bắt đầu hoạt động giống như một ngọn núi lửa thiên hà khổng lồ. Thỉnh thoảng, lỗ đen bùng lên. Nhưng thay vì phun ra dung nham, chúng tạo ra nguồn năng lượng khổng lồ và nó tạo ra những lỗ hổng trong vật liệu và khí xung quanh. Cách đây không lâu, các nhà khoa học đã phát hiện ra một trong những miệng núi lửa lớn nhất trong vũ trụ. Các kính viễn vọng vô tuyến và tia X đã phát hiện ra một lỗ đen siêu lớn đã gây ra một cơn giận dữ từ rất nhiều năm trước. Nó xảy ra trong một cụm thiên hà cách trái đất khoảng 390 triệu năm ánh sáng. Miệng núi lửa để lại thực ra là một lỗ thủng trong khí nóng của cụm sao, có thể chứa vừa 15 thiên hà của dải ngân hà. Được rồi, choáng chưa? Tôi té đây!